Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Good morning anh Trọng và kính chào tất cả những quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng trên ban tầng 56.7 Galaxy 19. Và hôm nay cũng như thường lệ là dự báo thời tiết, thưa quý vị, ngày hôm nay nhiệt độ bên ngoài là 57 độ tại Westminster và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 68 độ và thấp nhất là 53 độ. Như quý vị cũng vừa thấy, bữa sáng sớm thì trời có nhiều mây, đến trưa chiều thì trời sẽ nắng ấm hơn. Và ngày hôm nay trời rất là gió, thưa quý vị, từ 10 tới 21 dặm một giờ và độ ẩm là 66%, nên quý vị đi ra ngoài đường khi đi freeway thì nhớ cẩn thận. Kính thưa quý vị, có thể nói chúng tôi đến định cư tại Hoa Kỳ trên 30 năm nay và đặc biệt là tại California cũng có thể trên 20 năm nay, chưa bao giờ thấy khí hậu như kỳ này. Yeah, vào tới tháng mùa năm rồi. Mà có thể nói trời buổi sáng đi làm rất là lạnh, đây là một cái điều rất là khó hiểu đối với sự thay đổi khí hậu toàn cầu trên thế giới. Nhưng bây giờ quý vị cùng với chúng tôi trở lại tất cả những tiểu bang miền Trung, thì hôm nay 50 triệu người dân Hoa Kỳ đang còn hứng chịu một cái cơn thiên tai đến từ Oklahoma, từ Nebraska, từ Wisconsin và phía Tây Texas. Như Huyền theo dõi tất cả các tình hình khí hậu và thời tiết tại những tiểu bang này như thế nào, thưa quý vị? Như cũng đã nói, như ngày hôm qua và tất cả từ kéo tuần qua và ngày thứ hai này tại Texas, cả những tiểu bang này từ Mississippi và Arkansas, Missouri là có những tornado, những cơn lốc xoáy và thiệt hại nhà cửa, xe hơi, doanh nghiệp rất là nhiều. Và những khu vực này đã có lũ lụt và khẩn trương, và mưa đã tới 5 inch và có thêm 3 những cơn mưa nữa sẽ đem đến lũ lụt rất là nhiều. Và những thành phố Oklahoma là hệ thống bão rất là dữ dội, tạo ra những cơn xoáy rất là nguy hiểm. Và nhất là may mắn là chưa có thông báo có trường hợp tử vong nào, và phá hủy nhà cửa và các doanh nghiệp đều bị đổ vỡ. Và tại khu đó, cái việc giải cứu đã của những tiểu bang này cũng đang có lệnh khẩn cấp là khỏi vùng này. 100 nhà cửa đã có lệnh khẩn cấp là move ra khỏi những khu vực bị lũ lụt. Kính thưa quý vị, sáng nay thì chắc là qua khí hậu và thời tiết, quý vị thấy những hình ảnh tại tiểu bang Oklahoma, đặc biệt là tại thành phố Tulsa, mặt nước đã dâng lên. Đây là một trong những sự lo ngại về những cái cơn bão lụt có thể diễn ra ở tại Oklahoma, và đặc biệt là 50 triệu người hiện nay đang sống trong cái tình trạng được liên bang theo dõi, và bất cứ cái lúc nào thì họ có thể rời khỏi nơi ở của mình. Như quý vị thấy những hình ảnh mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị sáng nay. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại một trong những sự kiện quan trọng sáng nay diễn ra tại Washington DC, đó là việc Tổng thống Donald Trump. Quý thưa quý vị, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng một công ty kế toán phải chuyển hồ sơ tài chính của Tổng thống Donald Trump từ trước khi ông còn là Tổng thống, và có thể nói đây là những hồ sơ tài chính liên quan đến vấn đề tiền bạc của Tổng thống Donald Trump. Và trong những hồ sơ tài chính nữa thì công ty này hiện đang nắm giữ sẽ chuyển qua cho Ủy ban Tài chính của Hạ viện. Và thẩm phán Mỹ có tên là Amit Mehta đã cho biết rằng Quốc hội có quyền điều tra Tổng thống và đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump có kế hoạch để kháng cáo. Và Tổng thống đã thổi phòng phán quyết gọi là sự điên rồ. Tổng thống Trump đã tuyên bố đây là một trong những phán quyết điên rồ của một vị thẩm phán ở tại Washington DC. Và đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng cho sự kháng cáo này. Tại Tổng thống cũng đã đưa lên tất cả những sự kiện, và có thể nói ông chống lại một cái trác đòi của Hạ viện khi đảng Dân Chủ cố gắng để đưa ra tất cả hồ sơ của Tổng thống, thuế của Tổng thống và phán quyết của tất cả những gì liên quan đến vấn đề gọi là cái nguy hiểm nhất mà người ta muốn biết về vấn đề tài chính của Tổng thống Donald Trump. Một thẩm phán liên bang đứng về phía Ủy ban Quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát vào hôm thứ Hai yêu cầu công ty kế toán và của Tổng thống Trump tuân thủ trác hầu tòa lật lại hồ sơ tài chính của Tổng thống Trump từ lâu đời của ông ta. Và đơn giản là không thể hiểu được rằng một hiến pháp trao cho Quốc hội quyền bãi bỏ Tổng thống vì những lý do bao gồm cả hành vi tội phạm sẽ từ chối Quốc hội quyền điều tra ông ta vì hành vi trái pháp luật và quá khứ cũng như hiện tại, và chính thức mở ra một cuộc điều tra luận tội. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Amit Mehta cho biết trong một ý kiến vào chiều thứ Hai vừa rồi.
Kính thưa quý vị, đó là việc yêu cầu Tổng thống Donald Trump tuân thủ trát đòi, và quyết định này có khả năng leo thang đến cuộc đối đầu giữa luật pháp, giữa nhà dân chủ và bên hành pháp, đó là đặc biệt là Nhà Trắng. Chắc là quý vị biết Mesta là thuộc một trong những tòa án của quận tại Washington DC đã phán quyết ủng hộ Ủy ban Giám sát Hạ viện và trát đòi hầu tòa cho tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề tài chính của Tổng thống Donald Trump. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói làm cho Tổng thống Donald Trump cũng phải vất vả trong tương lai vì những tất cả những gì liên quan đến vấn đề tài chính của ông. Và trong lúc đó thì người cố vấn của ông McMahon, gọi là một trong những cố vấn pháp lý của ông McCain, McNess. Kính thưa quý vị, ông McNess đã được thẩm phán đưa tất cả các thành viên của trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện đưa ra một trát đòi hầu tòa. Nhưng Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho ông McNess không có quyền để đi ra điều tra, điều trần trước tất cả những gì mà Ủy ban Tư pháp Hạ viện đang điều tra. Kính thưa quý vị, bắt đầu trở lại một trong những sự kiện lúng cũng mà người ta cho rằng đây là một trong những cái sự việc có thể làm đảng Dân Chủ thổi phồng lên tất cả những gì liên quan đến vấn đề gọi là cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Và trở lại vấn đề Huawei, Phạm Văn Trọng. Đúng như đó vậy. Đó là Google, như quý vị cũng đã biết là Android là một trong những phần mềm được tạo thành những phần mềm để sử dụng trên những cái smartphone của Google. Và Huawei đã bị Google không cho sử dụng bộ phần mềm Android nữa. Và điện thoại thông minh cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ hạn chế Huawei sử dụng Android và không cung cấp những cái dữ liệu và tất cả những cái phần mềm cho Huawei sử dụng nữa. Bộ Thương mại sau đó đã thông báo họ sẽ cấp khoản miễn trừ 90 ngày cho tất cả các vấn đề giao dịch cần thiết để duy trì và hỗ trợ tất cả các mạng điện thoại di động hiện có. Hoa Kỳ đã cố gắng thuyết phục tất cả các quốc gia khác ngưng mua thiết bị của Huawei và với lý do lo ngại gián điệp trong một những tiềm năng mà có thể nói đã Trung Quốc đã đột nhập vào công ty Huawei và có mục đích do thám Hoa Kỳ. Ở Trung Quốc, nhiều người coi các động thái của Mỹ là một trong những mưu đồ để ngăn chặn một đối thủ đang đi lên. Kính thưa quý vị, đó là công ty Huawei. Đi sâu hơn, lập trường của Hoa Kỳ có thể gia tăng tốc độ phát triển của thế giới công nghiệp kép, bao gồm một thế giới mà mọi người ở Trung Quốc chỉ có thể sử dụng thiết bị Trung Quốc được cung cấp bởi chip và phần mềm trong bộ máy của Huawei mà thôi. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất mà Tổng thống Donald Trump đã khởi đầu cho một cái cuộc đối đầu thương mại giữa hai quốc gia, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngay tất cả những sự đàm phán giữa hai bên chưa mang lại một kết quả cụ thể nào thì hôm nay một trong những đòn giáng xuống công ty Huawei và có thể nói rằng Google đã một đi trong những cái bước đầu là cắt đứt các hệ thống phần mềm Android đối với Huawei. Liệu Huawei có thể phát triển như gì trong tương lai? Đây là một trong những sự việc mà có thể nói làm người dân Trung Quốc rất bất mãn về tất cả những gì mà hiện nay họ đang đối phó với cuộc phân tranh mậu dịch giữa hai bên Trung Quốc và Hoa Kỳ. Như hiện phải hiểu rằng đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với một cái công ty gọi là công nghiệp lớn nhất và đứng hàng thứ ba trên thế giới. Tất cả những sự kiện đã cho thấy khởi đi từ Canada khi họ bắt giữ người con gái của một trong những nhân viên điều hành vấn đề tài chính của công ty Huawei. Yeah. Và hiện nay đang có kế hoạch để dẫn dải người phụ nữ này đến từ Canada đến tại Washington DC. Liệu tháng 12 này có thể là sự kiện đó xảy đến hay không? Yeah. Nhưng đùng một cái thì công ty Huawei đã bị tất cả các gọi là án lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm ngập tất cả các công ty của Hoa Kỳ sử dụng và liên hệ với công ty Huawei. Và nếu công ty nào tiếp tục giao dịch với công ty này sẽ một cái hình phạt rất là nặng nề. Yeah. Và khởi đầu là Google đã cắt đứt cái phần mềm Android. Đúng. Hệ thống Android rất là mạnh ở trong những cái smartphone anh Trọng. Và bị cắt giảm các phần mềm từ Huawei thì họ không có sử dụng được nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến công ty Huawei. Đến bây giờ thì chúng ta nhìn xem cái cán cân mực lượng của những người công nhân của Hoa Kỳ, đặc biệt là công ty Ford. Hiện nay thì công ty Ford đang đối đầu một cái sự kiện như thế nào, thưa anh? Thưa quý vị, như anh Trọng cũng đã nói, công ty Ford là một công ty ô tô sản xuất ô tô lớn nhất. Và một cái tin rất là buồn tới cho ngày hôm nay là Ford đã cắt giảm 7.000 công nhân việc 7.000 công việc làm và họ sẽ thông báo rằng bắt đầu từ hôm nay khoảng 100 nhân viên được trả lương, được cắt giảm lương ở tại Ford và những cắt giảm chi phí để sản xuất ô tô. Chính vì vậy họ phải cắt giảm những công việc làm và việc layoff sẽ xảy ra, tức là 7.000 công việc vị trí ở Ford sẽ bị cắt giảm. Việc cắt giảm đó sẽ tiết kiệm cho Ford khoảng 600 triệu đô la mỗi năm và công ty đang chi hàng tỷ đô la để thay đổi cách chức kinh doanh và cách chức sale, hy vọng sẽ tăng doanh số bán nước ngoài và tập trung nhiều hơn vào công nghệ lái xe điện và tự động.
Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện quan trọng đó là vấn đề gia tăng công việc làm tại Hoa Kỳ. Đó là một trong những tiêu chuẩn trong kỳ tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump. Và đến hiện nay thì ông đang cố gắng duy trì bất lực làm sao tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn nằm ở khoảng 3.8, một trong những cái tỷ lệ mà có thể nói là một cái điều đáng mừng cho những người dân Hoa Kỳ với công ăn việc làm. Tuy nhiên, sự kiện hiện nay hãng Ford đang đối đầu với một trong những cái thách thức của tất cả các công ty xe hơi ở trên toàn thế giới. Như quý vị thấy, hiện nay thì Tesla là một trong những thách thức đối với công ty Ford. Và công ty Ford hiện nay họ đang có một cái kế hoạch làm sao để cắt giảm công nhân và tiết kiệm đến 500 triệu đô la họ sẽ có thể đầu tư vào tất cả những sự việc liên quan đến vấn đề xe điện và xe tự động autopilot. Đó là một trong những sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều. Liệu cái sự cắt giảm của tất cả những nhân viên của công ty Ford làm ảnh hưởng đến cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump hay không? Đó là một trong những câu hỏi mà có thể nói tất cả các thành viên của Đảng Dân Chủ hiện nay đang quan tâm đến. Và họ sẽ nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ khó trả lời tất cả những vấn đề mà điều ông ta đã hứa với cử tri của Hoa Kỳ vào năm 2016. Nhưng có một cái sự kiện mà chúng ta muốn nói đến, thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện liên quan đến nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua thì quý vị thấy tại Pennsylvania, một trong những nơi mà có thể nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã gắn liền với Pennsylvania và từ đó ông đã lấy được tất cả là 20 phiếu của cử tri đoàn để dẫn ông đến chức vụ Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Hôm qua ông đã có mặt tại một thành phố ở tại nông thôn và ông nói đến tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề mà người dân Hoa Kỳ cần phải cải tiến và để trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong giây lát.